chào tất cả mọi người. Việt Nam Đón Tiếp chúng tôi lại tiếp tục thực hiện những cuộc hành trình để đánh giá những chiếc xe. Và lần này, đích đến của chúng tôi là cao nguyên Đồng Cao với người bạn đồng hành là chiếc Volkswagen Tiguan OnSpec. Cao nguyên Đồng Cao được biết đến là một nơi xa xôi nhất của huyện Sơn Động, là một huyện xa xôi nhất của tỉnh Bắc Giang. Ở đây được ví như Đà Lạt của tỉnh Bắc Giang bởi vì khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành, với những cái thảm cỏ, những cái đồi cỏ rất là đẹp. Chúng tôi đã hy vọng được rằng hôm nay lên được đây, giữa trời xanh, mây trắng và nắng vàng. Nhưng mà thực tế thì những cơn gió mùa đông bắc thổi về làm cho mưa rầm rề từ sáng đến giờ. Nhiệt độ bây giờ chỉ khoảng 12-13 độ C và rất là lạnh, sương mù bao phủ, mang cho tôi cái cảm giác giá lạnh của miền Bắc. Nó cũng lạnh nhưng mà với màu đỏ của chiếc Tiguan OnSpec thì nó khiến cho tôi nóng hơn. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những đánh giá của tôi với chiếc Tiguan OnSpec, một mẫu xe 7 chỗ của Đức tại Việt Nam có giá dưới 2 tỷ đồng. Tôi nhấn mạnh lại là đây là mẫu xe duy nhất xuất xứ từ một thương hiệu nước Đức được bán tại Việt Nam có giá dưới 2 tỷ. Còn các đối thủ của Tiguan OnSpec thì đều có giá trên 2 tỷ hết. Vì sao chúng tôi lại chọn Đồng Cao làm đích đến để thử sức chiếc Tiguan OnSpec? Nó gắn liền với một kỷ niệm của cá nhân tôi. Cách đây khoảng hơn 10 năm thì tôi là một trong những người chinh phục cái cao nguyên Đồng Cao này. Hồi đó Đồng Cao còn chưa có điện, không có sóng điện thoại và cái đường lên đây cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã phải đi xe máy mất khoảng hơn một ngày trời xuyên rừng, đi theo những cái con đường mòn rất là nhỏ của người dân. Hồi đó thì tôi nhớ là chúng tôi đã phải kéo xe, đã phải rất vất vả để có thể chinh phục được cái cao nguyên. Nhưng mà lúc mà lên tới cao nguyên Đồng Cao thì mọi thứ đều vỡ òa bởi vì nó đẹp quá, nó nguyên sơ quá. Và lần này thì tôi muốn đem chiếc Tiguan OnSpec trở lại một trong những cái nơi khó khăn như thế để xem chiếc xe thể hiện như thế nào. Cung đường bây giờ thì đã được làm lại dễ dàng hơn, nhưng mà vẫn còn đó là những cái đoạn dốc rất là gắt và cua liên tục. Với chiếc Tiguan OnSpec, tôi sẽ nói với các bạn lần lượt sự vận hành của nó trên địa hình đường phố, đường cao tốc, đường xa lộ và đường đồi núi, cho tới cả những đoạn off-road nhẹ nữa. Trên cái đường phố và đường xa lộ thì Tiguan OnSpec thực sự là một chiếc xe hiện đại. Hệ thống trợ lực lái điện rất là nhẹ nhàng, giúp cho các bạn có thể xoay trở rất là dễ. Hệ thống camera 360 độ quanh xe thì các bạn có thể hoàn toàn có thể đỗ xe, rồi là có thể di chuyển trong những cái điều kiện cực kỳ chật hẹp. Đặc biệt đây là cái bản Luxury thì có một cái chức năng là chức năng hỗ trợ đỗ xe. Lúc đó thì các bạn chỉ việc là sử dụng chân ga và chân phanh thôi, còn mọi việc khác thì chiếc xe sẽ tự lái vào cái bãi đỗ cho bạn. Đó là một tính năng rất là hữu ích mà tôi nghĩ là chắc là chị em phụ nữ sẽ cần rất là nhiều. Trên cái cao tốc thì rõ ràng là với một cỗ máy 2.0 lít cho công suất tới 180 mã lực với hộp số ly hợp kép 7 cấp, thời gian tăng tốc rất là nhanh. Chúng tôi đo được khoảng tầm 8 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h. Cảm giác lái trên đường cao tốc của Tiguan OnSpec thì cực kỳ đầm. Vô lăng trợ lực lái điện biến thiên theo tốc độ, sự phản ứng từ cái mặt đường lên toàn bộ cái khoang cabin là được dập tắt một cách khá là tốt. Độ ồn của chiếc xe cũng rất là tốt, gần như không có các cái tiếng ồn từ gầm hay là từ thân vỏ hay động cơ vào trong khoang máy khi các bạn di chuyển. Hệ thống giảm sóc hoạt động tốt khi đi qua các cửa giảm tốc. Chiếc xe tỏ ra cực kỳ chắc nịch bởi vì nó là một chiếc xe Đức và thương hiệu Volkswagen quá quen thuộc với rất nhiều người. Khi mà chúng tôi bắt đầu lên cái con đường đèo dốc, những con đường bê tông gập ghềnh, rơi vào tầm khoảng 40 km đèo dốc 100%. Một lần nữa thì hệ thống khung gầm và hệ thống giảm sóc của Tiguan lại phát huy tác dụng rất là lớn khi mà tôi tự tin có thể ôm cua đổ đèo ở tốc độ rất là cao. Sự đầm chắc của chiếc xe cảm thấy rất là rõ khi mà tất cả những cái người đi cùng với chúng tôi trên chiếc xe đó đều cảm thấy rất là thoải mái, không hề có một chút gì chòng chành hay là sóc nảy quá mức. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống số tay, tức là lấy chuyển số thể thao trên vô lăng luôn, hoặc các bạn có thể sử dụng cái số tay ở dưới cần số. Đặc biệt thì chiếc Tiguan OnSpec này cũng được trang bị các cái tính năng vượt địa hình, ví dụ như là các chế độ đi địa hình khác nhau bằng một cái núm xoay ở ngay bên cần số thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn từ địa hình đường tuyết, off-road, đường bình thường tới chế độ lái Eco là chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu.
Tất cả những cái điều đó của chiếc xe khiến cho chúng tôi chinh phục cao nguyên Đồng Cao một cách rất là nhàn nhã và không quá khó khăn. Tôi đã tưởng tượng ra rằng là chúng tôi sẽ phải bò qua những cái tảng đá hay tất cả những thứ khác, nhưng mà đường hôm nay đã dễ hơn, cao nguyên Đồng Cao đã thuận lợi hơn cho bà con, cho mọi người lên đây để du lịch, và ở đây cũng đã trở thành một cái điểm du lịch khá là nổi tiếng của huyện Sơn Động nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung. Bởi vì khí hậu mùa hè ở đây rất là mát, mùa đông thì các bạn thấy đấy, hôm nay chúng tôi đi vào đây thì trời sương mù mịt, nhưng mà không sao, sương mù có cái đẹp của sương mù. Giữa cái lạnh 12 độ uống một cốc nước lạnh phê lắm các bạn. Và các bạn nhìn thấy cái thương hiệu mà trên chiếc cốc của tôi không? Đó là cũng là một thương hiệu xe thể thao hạng sang Porsche. Nó có liên quan gì tới cái chữ Volkswagen ở kia không? Tôi chia sẻ với các bạn, nó hoàn toàn liên quan, bởi vì tập đoàn Volkswagen sở hữu rất nhiều các thương hiệu xe hơi khác, trong đó có cả Porsche, Audi, Lamborghini, Bugatti. Và Volkswagen là một thương hiệu con của cái tập đoàn Volkswagen, và chiếc xe ở đây là mẫu Tiguan OnSpec, là mẫu xe 7 chỗ dạng 5+2 thì chính xác hơn. Trở lại với khả năng vận hành của chiếc Tiguan OnSpec trên cái địa hình off-road, trong những cái con đường chạy xuyên rừng, thì cái hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian mà Volkswagen gọi là 4Motion ấy, tức là cả 4 bánh xe được dẫn động toàn thời gian và được hỗ trợ bởi rất nhiều tính năng công nghệ khác, giúp cho chiếc xe có thể tối ưu nhất về khả năng vận hành. Khi mà chúng tôi bị trượt bánh thì một bánh gần như là không tiếp xúc với mặt đất, nhưng mà chiếc xe vẫn vượt qua một cách khá là dễ dàng, bởi vì bản thân chiếc Tiguan OnSpec này được sinh ra để dành cho những chuyến đi, để dành cho sự đa dụng. Chính vì thế mà chúng tôi quyết định là đem nó lên Đồng Cao, kỳ vọng là sẽ có một cái bữa cắm trại với mây trời rất là đẹp, đem cả lều trại cả ghế thế này, nhưng mà hôm nay trời mưa. Chính cái mưa đấy cũng giúp cho chiếc xe thể hiện khả năng bám đường cũng như là những cái tính năng vận hành của nó một cách tốt hơn trên cái điều kiện địa hình trơn trượt. Tất cả những điều đó đã giúp cho chúng tôi có thể chinh phục được cao nguyên Đồng Cao. Sau 10 năm thì tôi thấy là tôi trở lại Đồng Cao là đúng đắn, với chiếc Volkswagen Tiguan OnSpec, một mẫu xe 7 chỗ đến từ Đức có giá dưới 2 tỷ đồng duy nhất tại Việt Nam. Thời tiết ở vùng cao, vùng mùa đông thì tối nhanh như cách nhiều cụ trở mặt vậy các bạn. Nói đùa vậy thôi, chứ bây giờ tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ một chút với các bạn về cái ngoại thất của chiếc Tiguan OnSpec này. Cá nhân tôi thì tôi thích chiếc xe này. Tôi thích cái vẻ đẹp và rất là thể thao, mạnh mẽ và khỏe khoắn của nó. Cái vẻ đẹp đó được tạo hình từ toàn bộ khuôn dáng của xe, và đặc biệt là những cái đường gân dập nổi từ trên nắp capo của xe này, từ những cái đường gân từ đèn trước ra kéo dài tới đèn sau, cũng như những cái đường gân ở phía hông của xe nữa. Nó tạo nên cái vẻ khỏe khoắn và thể thao cho chiếc xe. Ở phần đầu xe thì điểm nhấn lớn nhất đó chính là cái đèn. Hệ thống đèn LED của Tiguan OnSpec thì được trang bị khá nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt là cái công nghệ mở sáng khi vào cua. Thêm nữa thì cái đèn bên này, cái đèn mở rộng cái góc đánh lái này nữa, ngay lập tức bật sáng lên, giúp cho các bạn nhìn thấy toàn bộ cái phần lúc các bạn ôm cua, trái hoặc cua phải, rất là dễ dàng, rất là thuận tiện và an toàn. Toàn bộ phần mặt bên của xe được trang trí bởi những cái đường mạ chrome, từ cái biểu tượng 4Motion cho tới nẹp chân kính cửa, cho tới cả thanh giá nóc ở phía trên và cái nẹp babule ở dưới, tất cả đều được mạ chrome, tạo nên vẻ sang trọng cho chiếc xe. Gương chiếu hậu thì được chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ và có gắn camera 360 độ ở đây nữa. Đặc biệt là đây, cái mâm xe các bạn nhìn thấy, mâm xe 5 chấu hợp kim, nhìn cái màu thép rất là nam tính ấy. Và đây, cái ốc bánh xe này các bạn nhìn thấy nó khác không? Nó không lộ ra như những cái xe khác, bởi vì là cái loại này là cái loại chống lấy trộm, tức là các bạn phải có thiết bị chuyên dụng thì mới có thể mở được cái ốc này, và bình thường sẽ không thể mở được cái ốc bánh xe này ra. Lùi về phía đèn hậu ở phía sau, những hình tam giác trang trí kiểu như thế này, và những cái đường cắt rất là thẳng và vuông góc, nó phù hợp với cái thiết kế tổng thể của chiếc xe. Bên này là chữ Tiguan OnSpec và bên kia là cái chữ 4Motion, tức là hệ thống dẫn động 4 bánh của thương hiệu Volkswagen này. Đây, các bạn nhìn thấy chữ 4Motion ở đây. Các thương hiệu khác thì họ lấy cái tên khác thôi,
ví dụ như là Mercedes thì họ lấy là Formatic, Audi thì là Quattro, còn Volkswagen thì họ lấy là Formotion. Như vậy thì tôi vừa giới thiệu cho các bạn một cách sơ qua về tổng thể những cái trang bị ngoại thất của chiếc Tiguan Outback. Các bạn thấy nó như thế nào? Và nếu mà các bạn có cảm nhận như nào thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới comment của video chúng tôi. Và bây giờ là đến phần nội thất của chiếc Tiguan Outback. Thì nhìn chung nội thất của chiếc xe cũng tương xứng với cái sự sang trọng và cái mức giá mà hơn 1 tỷ 6 các bạn bỏ ra. Ghế của chiếc xe được thiết kế theo kiểu thể thao, rất là ôm người hai bên và cả lưng nữa. Ghế lái thì chỉnh điện 14 hướng và có 3 vị trí nhớ. Ghế hành khách cũng được chỉnh điện. Cả hai phần ghế này thì đều có hệ thống làm mát bằng cách điều khiển ở giữa đây. Các bạn nhìn thấy cái núm xoay của đèn tự động ở đây. Nhiều bạn có thể sẽ hơi lạ lẫm một chút khi mà các bạn xoay về đèn tự động ở đây thì hệ thống đèn này bật sáng, nhưng còn hai cái đèn sương mù phía trước phía sau thì các bạn bật bằng cách nào? Đây, như thế này là không bật được. Các bạn phải kéo ra một cái. Đó, thì đèn sương mù sẽ bật sáng lên và đẩy nó vào. Một chi tiết tôi thấy là khá là thú vị của chiếc xe này. Ở ngay bên dưới này thì cũng có một cái hộc để đồ nữa cho tài xế. Các bạn có thể để ví hoặc là điện thoại hoặc các thứ vật dụng khác nhỏ ở đây. Vô lăng dạng đê cắt đúng chất thể thao và nó tạo cái khoảng không gian với cái đầu gối này thoải mái hơn cho người lái. Trên vô lăng thì cũng được tích hợp các cái phím bấm chức năng của hệ thống Cruise Control, hệ thống điều khiển, hệ thống giải trí cũng như là thông tin ở trên cái màn hình cảm ứng này. Vô lăng tích hợp cái lẫy chuyển số thể thao ở đây. Như tôi nói với các bạn từ lúc mà tôi đánh giá khả năng vận hành, trong suốt cả cái quá trình chạy đường đèo ở đồng cao thì tôi thường xuyên sử dụng cái lẫy chuyển số thể thao này. Đặc biệt là đây, bảng đồng hồ ở phía trước của người lái không còn là dạng analog mà nó là dạng điện tử hoàn toàn, hiện thị toàn bộ thông tin vòng tua máy, tốc độ cũng như là xăng, nhiệt độ của nước làm mát. Bảng táp lô và bệ tì te trung tâm của chiếc Tiguan Outback cũng hướng nhiều hơn về phía người lái với rất nhiều các cái chi tiết trang trí hiện đại và đẹp mắt. Nằm ở vị trí trung tâm đó chính là màn hình giải trí 8 inch đa kết nối, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, Bluetooth, AUX, hiển thị toàn bộ thông tin của xe ở đây nữa. Ở ngay phía dưới nó là hệ thống điều khiển điều hòa và có hệ thống làm mát ở ghế ở đây nữa. Ở bên này là chế độ phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh. Còn đây là cái núm điều khiển các chế độ lái khác nhau trên các điều kiện địa hình khác nhau. Bây giờ tôi sẽ bật cái chức năng camera 360 độ lên để cho các bạn nhìn thấy. Rất nhiều cái tính năng ở đây để các bạn có thể dễ dàng quan sát cái xe của mình trong cái điều kiện chật hẹp. Bệ chứa nước ở giữa này tôi thấy khá là thú vị. Bình thường thì như này, có hai cái chỗ để chai nước ở đây. Nhưng mà nếu mà các bạn nghĩ để chai nước cái này thì nó sẽ lúc đi ấy, nó sẽ bị xô lệch. Thì cái này có thể di chuyển được, giúp cho bạn có thể để một chai nước và giữ rất là chặt ở đây. Các bạn có thể đóng lại một cách rất là dễ dàng. Trong hốc chứa găng tay này chính là hệ thống đĩa CD cũng như là khe cắm thẻ SD. Chức năng làm mát, tức là các bạn có thể để những cái lon nước ở đây thì nước sẽ rất là mát. Hàng ghế sau của chiếc xe rất là rộng các bạn ạ. Tôi ngồi này thoải mái như này mà cái khoảng cách từ đầu gối tôi tới hàng ghế trước phải đến hơn 20cm nữa. Vô cùng là rộng rãi và thoải mái. Bên trước này còn có cả một cái bàn để cốc hoặc là để bàn làm việc nhanh. Ở giữa có hai cửa gió điều hòa, ba vùng độc lập các bạn, chứ không phải hai vùng độc lập nữa. Cái này là cổng cắm USB và ổ cắm 12V thôi. Bệ tì te trung tâm, dĩ nhiên rồi, một chiếc xe hạng sang như thế này thì vẫn phải có cái này để cốc. Ngồi thoải mái ở trên này có hai cái hộc chứa đồ luôn. Các bạn có thể để kính hoặc là những vật dụng khác. Chiếc xe này thì không có cửa sổ trời các bạn. Nhiều người có thể thích cái tính năng đó. Cá nhân tôi thì tôi thấy cửa sổ trời nó cũng có hai cái mặt ưu và nhược điểm mà tôi đã nói nhiều lần nói với các bạn nghe. Đó chính là ví dụ như ưu điểm thì các bạn có thể nhìn thấy cả cái không gian trời nó thoáng đãng, nó đẹp. Những ngày trời mà có thể
thể đẹp thì các bạn đi dạ ngoại có thể vẫn có thể mở cửa sổ trời ra để tận hưởng không khí trời. Nhưng mà nhược điểm của nó thì đôi khi là các bạn bị quên đóng cửa sổ trời mà trời mưa như bây giờ chẳng hạn, thì thôi bên trong này đôi khi trở thành cái ao nuôi cá luôn. Hoặc là một thời gian các bạn không bảo dưỡng hay nó bị kẹt thì nước cũng có thể thấm theo những cái đó để nhỏ vào trong xe. Dù sao thì cái gì có hai mặt của nó các bạn. Và chiếc xe này thì không được trang bị cửa sổ trời, cái đó là tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Và bây giờ thì tôi sẽ vào hàng ghế thứ ba của chiếc xe. Đây, các bạn có thể vào hàng ghế thứ ba bằng cách đặt cái lưng của hàng ghế thứ hai lên. Lúc này thì tôi đã đẩy hàng ghế thứ hai lên kịch hết cỡ phía trước và khoảng cách từ đầu gối của tôi tới hàng ghế thứ hai khoảng tầm 8 cm. Còn nếu mà bình thường thì sẽ không ai để như thế này cả và các bạn sẽ phải đẩy xuống. Thì lúc đấy cái hàng ghế thứ ba của chiếc xe này gần như chỉ phù hợp với trẻ em mà thôi. Còn người lớn ngồi chắc là sẽ vất vả, mặc dù cái trần xe sẽ rất thoải mái. Nhưng mà ghế thứ ba này cũng có cái tựa đầu, tựa lưng ghế ở đây, rất là thoải mái. Và bên này có cái hốc đựng cốc. Đây là cái không gian cốp của chiếc Tiguan All-Spec khi mà hàng ghế thứ ba được dựng lên. Và cái nắp cốp sau thì được mở điện và có chế độ mở cốp rảnh tay. Ngay phía dưới này thì là cái lốp dự phòng và các cái dụng cụ để thay lốp dự phòng thôi các bạn. Hai bên cũng có hai cái hộc chứa đồ phụ ở sau này, bạn có thể để các cái đồ cứu thương hoặc những cái đồ cứu hộ khác nhau. Các bạn có thể gia tăng không gian chứa đồ bằng cách cập hàng ghế thứ ba. Với cái không gian gia tăng khi mà gập hàng ghế thứ ba xuống thì tôi nghĩ rằng là có thể phù hợp cho những cái chuyến road trip dài ngày của cả gia đình, cho những cái chuyến đi chơi xa. Như vậy là hành trình chinh phục cao nguyên Đồng Cao giữa một ngày mưa gió bão bùng của chúng tôi với người bạn đồng hành là chiếc Tiguan All-Spec xin khép lại tại đây. Với cá nhân tôi thì với mức giá sở hữu hơn 1,6 tỷ đồng, Tiguan All-Spec thực sự phù hợp cho các bạn trẻ, những gia đình trẻ mong muốn một chiếc SUV hạng sang, có thể chinh phục được nhiều địa hình khác nhau với một không gian nội thất rộng rãi, đủ sang trọng và rất đầy đủ các cái tiện nghi cũng như là trang bị an toàn khác nhau. Việt Nam Road Trip, chúng tôi xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tới. Và các bạn nhớ đừng quên like, share, subscribe kênh Việt Nam Road Trip để không bỏ lỡ bất cứ một hành trình nào trong tương lai của chúng tôi. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.